Thưa quý vị, các vụ đuối nước thương tâm vẫn liên tục xảy ra trong những ngày vừa qua và nạn nhân chủ yếu là các em nhỏ khi vui chơi tại sông suối mà lại thiếu đi sự giám sát của các bậc phụ huynh. Cụ thể ngay tại các tỉnh miền Tây chỉ trong 1 đến 2 ngày vừa qua đã có tới 5 trẻ bị chết đuối thương tâm. Ngày 29 tháng 5, công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tìm thấy thi thể bé gái 7 tuổi đuối nước trên sông Bà Dư thuộc xã Mỹ huyện Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đau lòng là hai người chị gái của bé gái này cũng không qua khỏi trong vụ tai nạn nói trên. Trước đó trong chiều 28 tháng 5, ba chị em gái lần lượt là 13 tuổi, 9 tuổi và 7 tuổi xuống sông Ba Dư để tắm. Do không biết bơi, hai em 7 và 9 tuổi bị nước cuốn trôi ra xa. Người chị 13 tuổi ra lao ra ứng cứu hai em nhưng bất thành khiến cả ba chị em đều bị đuối nước. Còn tại Vĩnh Long ngày 27 tháng 5, anh em trai song sinh 14 tuổi cũng đã chết đuối sau ở cuộc đi đánh bắt cá ở ven bờ sông Cổ Chiên. Người dân trên bờ phát hiện và chi hô cùng tìm kiếm nhưng không thấy. Một số người có nghề ở địa phương sau đó đã lặn sâu dưới sông thì phát hiện được thi thể của hai em này. Tại Việt Nam thì đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tình hình đuối nước trẻ em đã giảm trong những năm vừa qua. Nhưng mà mỗi năm vẫn còn gần 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước bên cạnh trách nhiệm của các địa phương thì trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ đối với việc phòng ngừa đuối nước cho trẻ em rất quan trọng